Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì công ty Cờ Bạc Bịp đã làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái sản phẩm là kính áp tròng trên bài. Hôm nay thì mình cập nhật cái kính mới nhất hiện nay, đó là kính Mỹ 12D. Thì đây là cái hộp sản phẩm kính Mỹ 12D các bạn này. Ưu điểm của kính Mỹ 12D này là đeo êm mắt này, không đau mắt, không cộn mắt và đeo thời gian cực là lâu luôn, lên đến 8-9 tiếng luôn liên tục. Và cái thời gian sử dụng của kính này được khoảng trong vòng tầm 3 năm anh em nhé. Thì đấy là cái ưu điểm là lớn nhất của nó, là thứ nhất là nó đã thiết kế lại và sử dụng những cái vật liệu đặc biệt nhất giúp khi đeo vào mắt là êm nhất. Đấy, thế là bên trong cái cấu tạo cái kính này thì nó sẽ có hai hộp thủy tinh đựng mắt đen, đấy, mới bê một mắt và cái bộ dụng cụ để mà đeo kính. Đây, đây có bao gồm cái cây, cái lọ vàng này để anh em đem đi xa này, và cái cây gắp kính và cây đeo này. Đấy, cây đeo kính này có cả gương cho anh em đeo này, nó rất dễ sử dụng thôi. Thì bên cửa hàng mình có hai cửa hàng, một là Hà Nội, hai là Sài Gòn. Anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng hoặc mình có thể gửi đường bưu điện, đường xe về cho anh em. Thì về cái cấu tạo của kính này thì đây, mình sẽ cho anh em xem cái bên trong cái kính mắt tròng này nha. Đấy, đây là cái lõi nước bảo quản của nó đây. Khi anh em chơi thì anh em rửa qua bằng nước lọc thì là ok. Thì anh em lưu ý tôi này, khi em sử dụng anh em sử dụng lấy kính ra dùng tăm bông nhá. Tăm bông máy ta thì nó sẽ đảm bảo là cái kính nó sẽ không bị xước kính. Đấy. Đây anh em có thể nhìn qua này, kính này. Đây là cái cây đeo. Cách sử dụng rất là dễ dàng thôi. Đó, anh em cho lên cái cây đeo này. Đấy. Đây. Và anh em áp thẳng mắt. Nó rất là mỏng, siêu mỏng. Và có nhiều anh em đặt câu hỏi là cái khi mà cái màu tím này ấy, thì nó sẽ khi vào mắt thì người đối diện có nhìn thấy không? Mình khẳng định luôn này, không thể nhìn thấy nhá. Khi mình đeo vào là mắt như mắt bình thường luôn. Đấy. Và khi sử dụng cái kính này thì anh em cần cho mình những bộ bài. Đấy, phải bài thì phải bên mình cung cấp, bên mình cung cấp những bài mẫu, tất cả những loại mẫu bài. Bài nước ngoài. Đấy, hay là bài Việt Nam hay phổ thông, hay sử dụng những bài rồng xanh này, rồng đỏ, rồng vàng. Bài nước BK 2001 như này này. Đấy. Bài kim cương, có rất nhiều chốt địa phương nha, mình chơi mẫu bài gì thì cứ bảo mình. Thì bên cạnh cái mẫu kính Mỹ 12D này thì bên nhà mình còn phân phối những cái kính Nhật và kính Hàn. Đây thẳng như cái đây là một cái kính Hàn Quốc này, kính Mỹ 10D này, cái kính Nhật này. Đấy, đây là cái mẫu kính Nhật, anh em có thể xem qua. Và đây là cái kính Mỹ hộp gỗ. Đây là một cái loại kính cũng rất là dễ đeo. Đấy, thì anh em tùy theo nhu cầu của anh em và cũng tùy tầm túi tiền thì anh em có thể mua cho mình cái mẫu kính phù hợp với anh em. Ở đây khi chơi thì để chơi thì khi bài thì nhìn bài nó sẽ như thế nào thì mình sẽ cho thử anh em, sau đó mình sẽ đeo cái kính thử vào nhá. Đấy, mình sẽ để vào đây. Đây là cái loại mẫu bài rồng vàng. Đây, mình sẽ đeo cái kính thử vào mắt camera để anh em nhìn xem độ rõ nét như nào nha. Tất nhiên đấy là khi anh em đeo cái kính thực tế, cái kính mà trong cái hộp này thì nó sẽ rõ gấp 10 lần luôn khi anh em đeo kính thử nhá. Đây mình sẽ đeo thử này, nhìn vào này rất rõ nét này. Đó. Anh em nhìn đeo. Đấy, rất là rõ ràng luôn. Đây còn thiếu con 3 và con 2 này, mình lấy ra thêm vào này. Còn áp đây, đây em nhìn đây không? Khi chơi bài mà nhìn như bài ngửa này là rất là dễ chơi này. Đấy, cái con 10 là cái dấu cộng nha, con 9 là cái móc chìa khóa. Đấy, anh em nhìn qua. Đấy, chơi bài mà chơi như bài ngửa này anh em có thể chiến thắng 100% rồi. Đấy, không có gì khó cả. Khi đánh bài mà anh em nhìn thấy bài ngửa này rất là dễ chơi rồi. Đấy, đây cho anh em nhìn lại lần nữa này. Đấy, đây mình chỉ là đeo kính thử qua mắt camera nha, còn
nếu anh em sử dụng trực tiếp cái kính ở trong cái hộp này thì là nhìn rõ gấp 10 lần luôn, mà nét êm luôn, rất là rõ ràng luôn. Và cái này đặc điểm nó nhìn thấy cả chất đấy, kép này, bích rô là có thể phân biệt được. Thì mình có hai cửa hàng đấy, một là Hà Nội, hai là ở Sài Gòn, thì anh em có thể gần đâu qua đó nhé. Rồi cảm ơn anh em xem video. Video tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn anh em về cái máy đánh bài bi. Anh em xem đấy là cái sản phẩm công nghệ cao cấp quét mã vạch nhé. Xin chào các bạn, anh em thì công ty máy đánh bài bịp CVK Việt Nam để làm cái video để giới thiệu những cái dòng sản phẩm mới của hãng vừa ra mắt. Thì các bạn có thể qua trực tiếp trụ sở của hãng ở Hà Nội và Sài Gòn để mà trải nghiệm cái sản phẩm này. Thì tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết để từng con máy một xem tốc độ báo bài đánh bài như nào các bạn nhé. Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK Việt Nam này làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm mới ra mắt của hãng. Đấy, như là dòng sản phẩm mới nhất của hãng này. Đầu tiên là máy bài CAC 700 này, CVK 900 này, CVK 680S và một con máy đánh bài ngụy trang trên nền chiếc Samsung kia, cái vỏ hộp hồng kia. Thì sau đây sẽ đi vào test cho bạn chi tiết từng dòng máy một. Đầu tiên là con CAC 700. Đấy, vỏ hộp này rất đẹp luôn. Đây là máy của nó. Cái này thì bên trong là ẩn chứa là 12 camera hỗ trợ tất cả các môn bài Việt Nam. Ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn, trong miền Nam chơi bài cào này, binh Ấn Độ, binh sập sám, gờ lâm lá và bỉu. Cái phần cứng thì làm giống như một chiếc iPhone 8 này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái này nghe gọi nhắn tin bình thường nhá. Rồi tôi sẽ vào môn chơi tôi test cho các bạn xem này. Đây, môn chơi là ở bên trong này. Đấy, phải có mật khẩu nó mới vào được nhá. Đây trò chơi này. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn môn liêng. Một trong môn bài rất là phổ biến luôn. Tôi để 4 người chơi. Để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất cho nó nhanh. Thì khi chơi á là các bạn đeo cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này nhá. Đây. Đây là cái tai nghe Bluetooth này. Nó sẽ báo kết quả vào tai cho các bạn. Bây giờ tôi đang để ra ngoài. Đây, đặt ra này. Cắt đi này. Báo rất là nhanh luôn. 4 người chơi, 1 báo 1. Chắc chắn là 1 lớn nhất rồi. Đấy. Liêng luôn. Đấy, là liêng luôn này. Đấy. Những nhà còn lại này không có gì luôn. Đấy. Máy báo một là một liêng luôn đấy. Máy báo siêu nhanh, siêu chuẩn xác. Trong quá trình chơi là các bạn để tăng giảm được số người chơi nhá. Bằng lưu âm lượng các bạn bấm lên nó sẽ lên. Ví dụ có người vào hay người ra. Thế bây giờ sẽ chuyển sang môn tiếp theo là môn bài cào. Bài cào miền Nam. Đây môn chơi này, rất nhiều môn chơi này. Tôi vẫn để một báo một nhà lớn nhất nhé. Các bạn có thể để báo nhiều nhà, có thể là hai nhà hoặc tất cả, có bao nhiêu người trên bàn nó sẽ báo tất. Tôi sẽ chuyển một bài cào này. Để báo hai. Đấy. Đấy, nhìn hai máy một hai hai là bảy điểm lớn nhất. Đấy, báo là cực chuẩn xác luôn, những nhà lại thấp hơn. Đấy. Đấy, trong quá trình chơi các bạn muốn tăng giảm số người chơi, các bạn bấm tăng người đây, bấm luôn lượng này. Đấy. Test thêm cho các bạn là môn cái bài môn bài ở trong miền Nam, đó là môn bài binh Ấn Độ. Hay còn gọi là ba cây đôi. Tôi sẽ để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đấy, môn binh Ấn Độ nhé. Để ngang dọc bài quan trọng này. Đấy, báo 1 thì là 1 lớn nhất.
Đây, một bình 6 lá các bạn nhìn này. Đấy. Chuẩn chưa? Máy báo chuẩn xác 100% luôn. Tiếp theo thì giới thiệu với các bạn cái máy đánh bài CVK900. Sẽ bỏ cái máy này đi. CVK900 đây. Đây, con máy đánh bài này ngụy trang trên một con iPhone 13 rất là đẹp luôn. Đấy. Tôi sẽ cho vào con test cho bạn một liêu luôn này. Cái máy rất là đẹp. Đấy, tôi sẽ test liêu này. Các bạn nhìn thấy máy rất đẹp luôn này, iPhone 13. Đấy. Liêu. Máy 33 chắc là 3 lớn nhất rồi. Đấy, 9 điểm này. Bạn nhìn là 9 điểm này. Đấy. Đây một liêu nhá. Đấy, cái này thì tăng giảm số người chơi như bình thường. Máy đặt đã báo rất nhanh. Cắt đi là báo. Rất là nhanh. Đấy là máy CVK900. Đấy, có cho bạn xem lại. Tiếp theo là con CVK680. Đây. Con này thì được nguyên trang trên một lần một chiếc iPhone 8. Cũng trên lần một chiếc iPhone 8 rất là đẹp luôn. Tôi sẽ test cho bạn xem này. Tất cả các máy nó sẽ có mã khác nhau nha, cho nên là không phải ai cầm vào máy mình có thể biết được các môn chơi như nào. Cái này phải đánh 3 cây liêng sản phẩm đủ hết. Tôi để 5 người chơi và báo hai nhà lớn nhất môn liêng đi. Đấy. Đấy, các bạn tăng giảm môn chơi luôn lượng này. Đây, đặt bài đây. Ngang dọc bài quan trọng, đặt là báo luôn. Đây. 3 2. 6 người chơi này, mẹ báo 3. À, xuống người chơi là 5 này, mẹ báo 3 2. Đấy. 3 2 1 2 3. Đấy. 7 này. Đấy, đợi 7. Đấy, những nhà còn lại thấp hơn.